Trước khi đi này ở nhà là phải tập ấy cho còn kịp tới rồi ngồi ra rồi trông đi đi con em tập cái núi ở bên phải tôi sẽ tức là qua đèo không lâu thì cái không gian nó không đẩy mình đâu cái núi nó lại bên trái hai con bó đây chân dài hắn cò nó ăn cái gì đấy Thank you.
Béo quá cả chị. Thăm. Và lời đầu tiên thì cho phép em được thay mặt các anh chị em làm công tác bảo tàng tại khu di tích Bác Bó này xin được gửi tới quý đoàn lời chào và lời chúc sức khỏe. Chúc đoàn ta luôn dồi dào sức khỏe, thành công và hạnh phúc ạ. Và chúc cho đoàn ta có một chuyến đi tham quan thật là vui vẻ và đầy ý nghĩa ạ. Thưa các anh, hiện nay là xe của đoàn chúng ta đang di chuyển dọc theo con suối Lenin đấy ạ. Và lát nữa khi đi vào trong khu vực đầu nguồn thì các anh có thể đem theo những chai lọ để xin đức lộc đầu nguồn ạ. Lát nữa nhớ đem chai xuống để xin nước sạch như thế này. Người dân ở đây quan niệm là nước suối Lenin có rất là nhiều lộc nhiều may mắn. Suối Lenin bên phải đây chúng ta. Đây đây suối Lenin đây. Bên trên là. Và lát nữa khi đi vào trong khu vực đồng. Đây bạn được cá tuyệt vời đấy. Cái này gọi là cá gì đấy em ạ? Cá gì? Giống như cái cá lúc ở ngoài. Dạ vâng ạ, thưa với các anh, hiện nay thì chúng ta đang dừng chân ở bên bờ suối Lenin. Trước đây dân làng gọi con suối Lenin này là suối Giàng, tức là suối trời hoặc là dòng trừ. Còn dãy núi từ ngã ba cửa nặng khu vực đầu làng bó bẩm theo hướng tay chỉ của dẫn viên kéo dài lên đến hang Cốc Bó ở phía trên kia là bao gồm có ba ngọn núi người dân địa phương gọi là Phe Tào, Phe Nà Táng và Phe Nà Cọn. Sau khi Bác Hồ về Bác Bó xây dựng căn cứ địa cách mạng để tưởng nhớ tới hai vị tiền bối của cách mạng vô sản thế giới, Bác đã đổi tên cho con suối này là suối Lenin, ngọn núi Phe Tào Bác đã đổi tên là núi Thác Mát. Vâng, trước cảnh núi rừng hùng vĩ sơn thủy hữu tình, Bác đã làm bài thơ Bác Bó hùng vĩ. Non xa xa, nước xa xa, nào phải thanh hang mới gọi là. Đây suối Lenin, kia núi mát, hai tay xây dựng một sân hà. Và bây giờ thì xin phép mời đoàn chúng ta tiến gần hơn đến với con suối Lenin để có thể chiêm ngưỡng loài cá đặc trưng của dòng suối Lenin ạ. Thưa với các anh, loài cá mà đoàn chúng ta đang chiêm ngưỡng đây theo tiếng của người dân địa phương ở đây thường gọi là pia liềng. Pia tức là cá, còn liềng là do cái đặc tính con cá này khi bơi thường hay bơi liệng liệng nên người dân đã đọc trật từ liệng của tiếng dân tộc sang liềng của tiếng Việt đấy ạ. Tức là tên gọi của con cá này là được gọi theo đặc tính bơi của con cá. Nước suối Lenin này rất là lạnh nên chủ yếu là có loài cá liềng này, cá dầm xanh, cá dọn bể, cá chép và một vài loại cá suối có thể sống được ở đây. Vào năm 2010 thì tỉnh Bắc Giang có trao tặng cho khu di tích này là 1.500 con cá chép vàng. Tuy nhiên là do không hợp với khí hậu cũng như là không hợp với nguồn nước ở đây. Buổi sáng vừa mới thả, tuy nhiên là buổi chiều cá chép đã nhiều rồi. Và lát nữa khi đi vào trong khu vực đầu nguồn thì đoàn chúng ta sẽ bắt gặp hình ảnh những con cá chép vàng đang bơi lội xuống ở trong khu vực đầu nguồn đấy ạ. Chú ơi, mình đứng gọn này, mình đứng. Lưu ý với các anh, hang ở đây gọi là hang Cốc Bó, còn khu di tích này là khu di tích Cốc Bó, thuộc thôn Cốc Bó, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng. Và các điểm tích chúng ta sẽ chỉ đi qua một lần thôi, vào một đường và ra một đường. Khi trở ra thì chúng ta sẽ ra theo lối phía bên này. Và bây giờ thì em mời đoàn chúng ta di chuyển đi ạ. Tất cả cột mốc biên giới Việt Trung, cột mốc đều đi qua đỉnh của ngọn núi. Phần đất mà chúng ta đang nhìn ra đây là thuộc lãnh thổ của Việt Nam và qua bên kia mọi người đã là lãnh thổ của Trung Quốc. Sau 30 năm tồn tại, mạnh tình đồng minh với cùng và cùng các đồng chí trèo đèo vượt suối vượt qua cột mốc biên giới Việt Trung số 108 này để tìm thấy tổ quốc. Cùng gian hạ cột mốc biên giới Việt Trung số 108 này là một trong 314 cột mốc biên giới Việt Trung được thành lập theo công ước của vùng biên giới được ký kết giữa thực dân Pháp ở Đông Dương và thực dân Pháp. Dạ vâng ạ, được cảm ơn các anh ạ. Và phía bên này cột mốc 108 là thuộc vùng núi Mù Vài của thôn Bát Bó, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng. Phía bên kia cột mốc 108 là thuộc địa phận của xã Kim Hà, huyện Trị Tây, Quảng Tây, Trung Quốc. Vâng ạ, vào năm 2001 thì phía Việt Nam và Trung Quốc đã hợp thành với cắm trại. Hiện nay thì bên cạnh cột mốc 108 này khoảng chừng 5 mét dọc theo đường biên giới đã có thêm một cột mốc mới được mang số hiệu là cột mốc 675 này là mang giá trị về pháp lý còn cột mốc 108 này thì chỉ mang trình độ hơn 1.3 mét. Cũng thưa các anh, hiện nay bên Trung Quốc đã mở đường tuần tra biên giới, ô tô của Trung Quốc đã có thể đi trên cột mốc 108 này rồi. Và những ngày lễ Tết như là ngày 1 tháng 5, người dân của Bắc Hồ mua vàng thủ tiêu, người dân thì phải lái xe ô tô hoặc là xe máy đến trên cột mốc 108, sau đó đi bộ vượt qua cột mốc 108 lên theo đường rừng để về thăm Bác Bó, thăm lại nơi ở và làm việc của người cũng như là đến thăm
Và bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục di chuyển. Được gặp đôi cô dâu xinh đẹp, đẹp quá. Đưa vào du lịch nhá. Các chú cháu mình chụp ảnh cho nhau. Đấy, mình chưa có kiểu nào. Của miền Nam, nơi bác khởi nguồn ra đi tìm đường cứu nước. Đặc biệt, hai loại cây đặc trưng của miền Nam là... Trên đường lên hang Cốc Bó này, có một lối rẽ lên nền nhà ông Lý Quốc Súng là nơi bác đã ở trong những ngày đầu mới về nước. Ông Lý Quốc Súng hay còn gọi là ông Máy Lì. Theo phong tục của đồng bào dân tộc thì cha mẹ thường được gọi theo tên của người con cả trong gia đình. Ông Súng là người dân tộc Choang, di cư từ Trung Quốc sang Bắc Bó làm ăn sinh sống. Gia đình của ông gồm có 3 người, hai vợ chồng và một cô con gái, tên là Bí Máy Lì. Vâng, các anh ạ, nhà của ông Súng thì nằm ở lưng chừng núi cách hang Cốc Bó khoảng chừng 100m. Nhà của ông được dựng vào khoảng năm 1937 bằng những gỗ cây rừng và được chia ra làm hai gian nhỏ hẹp. Gia đình của ông Súng là một cơ sở cách mạng tin cậy của đồng chí Hoàng Sâm, Hoàng Tô và Lê Quảng Ba. Vừa để đọc tài liệu, vừa để xua đi cái lạnh của mùa đông, nơi địa đầu tổ quốc. Trong tập thơ, trong hang núi, mà sáng muôn lòng vạn kiếp sống. Vâng, qua những tập thơ này, chúng ta có thể cảm nhận một phần cuộc sống được giới thiệu với quý đàn. Ở trong hang Cốc Bó này có một khối núi đá cao, hao hao giống hình người. Và những giờ phút rảnh rỗi bắt đầu dùng khối núi đá này để tạc lên tượng Các Mác, để tưởng nhớ tới vị tiền bối của cách mạng vô sản thế giới. Các anh có thể hình dung là theo hướng tay chỉ của hướng dẫn viên, ở phía trên cùng là vầng trán của Các Mác, đi xuống là mắt, là mũi và chòm râu của Các Mác. Vâng, qua cái tác phẩm nghệ thuật này đã cho chúng ta thấy một điều rằng lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc không chỉ là một nhà chính trị lỗi lạc mà còn là một người nghệ sĩ tài hoa. Khi cuộc sống và công việc của bác ở Bắc Bó này tương đối đi vào ổn định thì đã xảy ra một sự kiện. Một hôm thì có hai đồng chí đi liên lạc cho đoàn thể thì bị địch bắt giữ. Hai đồng chí đã chạy thoát, nhưng thật không may, thẻ thuế thân lại bị chúng giữ lại. Và trên cái thẻ thuế thân này có ghi là trú quán tại Bắc Bó. Quân địch đã nghi là có cộng sản hoạt động tại đây nên quyết định mở cuộc lùng soát lên Bắc Bó này để hòng bắt các cán bộ cách mạng. Nhận được tin báo của quần chúng và để đảm bảo bí mật, bác đã cùng các đồng chí rời hang Cốc Bó này, chuyển đến ở và làm việc tại hang Lũng Lạn. Hang Lũng Lạn này hình chung một tiểu cá đoàn ở trong hang dưới nhà anh ạ. Không, trong hang không. Thì nó không bị khuất cái cây chỗ kia. Đây này, bây giờ đứng đây này, lặp, thì nó có cả cái kia, nó có cả cái này. Và sao? Thế em sẽ đưa anh lên đỉnh ạ. Vâng, trưởng của anh trưởng nghe
thăm cái đơn vị, có cơ hội gặp nhau quý. Thế còn giới thiệu anh em thì đây là đồng chí Đông, quê ở Bình Phong, để công tác ở đơn vị Bình Phong nhiều nơi rồi, nhưng mà hiện nay thì đang công tác tại trạm của đồn biên phòng Châu Giang. Chị Đông đã rất là nhiệt tình đưa chúng ta ở trong kia tham quan. Ngày 2 thì chúng tôi lên trùng khánh đồn biên phòng Bò Veo. Thì Ngọc Côn ấy thì là đã được một buổi tối ăn cơm này, nói gì rất là vui vẻ, vừa là hai anh em hát hò. Thì năm 2013 thì không ăn được cơm, nhưng mà anh em đã có cái chuẩn bị đấy. Thế nhưng là đấy sản phẩm bản của một người đám cưới. Bí cốn hay là trân trọng hai người một cái món quà quê hương lên để anh em mình trên này nhớ đến nhau. Thế nhỉ? Nha, thôi nha. Thôi có cái gì nào thôi. Nếu mà có cơ hội là anh em sẽ kéo qua cho mình. Đường này nó gọi là đường gì? Sẽ khác hẳn rồi. Thế mới được chứ, bắt trèo lên tận cái cột điện kia cao quá. Trước của mình là lên cái cột điện kia. Cái đèo trông cứ dốc trước đấy. Dốc kia theo được. Vượt đèo liêu đó, bây giờ đèo bình thường rồi. Tình yêu nó đơn giản hơn.